Kính chào quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ Tư 9 tháng 11 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Vạn Lý và sau cùng là bản tin đặc biệt trong ngày từ Hawaii về hội nghị APEC. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Bản điểm sơ khởi về các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương. Chứng khoán Hoa Kỳ sụt giảm khi lo âu nợ nần của Ý gia tăng. Giới lập pháp yêu cầu cẩn thận trong việc đàm phán về mậu dịch với Nhật Bản. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin liên quan đến bản điểm sơ khởi về cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương. Có khoảng hơn 10 tiểu bang đã tổ chức bầu cử cho những chức vụ và ý kiến vào ngày hôm qua, và một số các cuộc tranh cử chính yếu có thể cho thấy ý niệm về các cuộc bầu cử trong một năm nữa vào năm 2012. Những kết quả sơ khởi cho thấy như sau. Trong cuộc bầu cử thống đốc tại Kentucky, đảng viên Dân Chủ Stephen Beshear, đương kim thống đốc đã tái đắc cử với tỷ lệ 56%. Tại Ohio, luật mới được thông qua nhằm hạn chế quyền điều đình tập thể của công chức đã bị bác bỏ với tỷ lệ 61% trên 39%. Đồng thời, điều khoản bắt buộc cá nhân và doanh gia phải tham gia vào luật y tế liên bang đã bị chống đối. Ở Mississippi, phó thống đốc Phil Bryant đã đắc cử thống đốc với tỷ lệ 61%. Kết quả cuộc bầu cử hạ viện tiểu bang là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đồng chiếm 52 ghế, với thành phần đứng đầu gồm 6 đảng viên Dân Chủ và 11 đảng viên Cộng Hòa. Kết quả cuộc bầu cử thượng viện tiểu bang là đảng Dân Chủ chiếm 22 ghế và đảng Cộng Hòa chiếm 28 ghế, với thành phần đứng đầu là một đảng viên Dân Chủ và một đảng viên Cộng Hòa. Tại Virginia, kết quả bầu cử nghị viện tiểu bang là đảng Dân Chủ chiếm 32 ghế và đảng Cộng Hòa chiếm 66 ghế, phe độc lập chiếm 1 ghế và đứng đầu là đảng Cộng Hòa. Về kết quả cuộc bầu cử thượng viện tiểu bang, đảng Dân Chủ chiếm 20 ghế, đảng Cộng Hòa 19 ghế và đảng Cộng Hòa đứng đầu. Cuộc bầu cử nghị viện New Jersey có kết quả sau cùng là đảng Dân Chủ chiếm 48 ghế, đảng Cộng Hòa 32 ghế và kết quả cuộc bầu cử thượng viện tiểu bang là đảng Dân Chủ chiếm 24 ghế, đảng Cộng Hòa 16 ghế. Trong cuộc bầu cử thị trưởng San Francisco, đương kim thị trưởng Edwin Lee đã tái đắc cử với tỷ số dẫn đầu là 31% số phiếu. Tại Arizona, Chủ tịch Thượng viện Russell Pierce là tác giả của luật di trú gắt gao của tiểu bang và là một trong những chính trị gia nhiều quyền lực nhất tại tiểu bang này đã chấp nhận thất bại vào ngày hôm qua trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm chưa từng có. Chứng khoán Hoa Kỳ sụt giảm khi lo âu nợ nần của Ý gia tăng. Hôm nay, chứng khoán đã sụt giảm nhiều giữa lúc có những lo âu gia tăng cho rằng mức nợ nần của nước Ý không thể chống đỡ được. Trái phiếu của Ý ở trên mức 7% là một dấu hiệu cho thấy giới đầu tư đã mất niềm tin nơi khả năng của nước này để hoàn trả nợ. Các nhà phân tích nói rằng Ý sẽ không thể tái tài trợ nợ nần ở lãi suất hiện tại, khiến cho nước này buộc lòng hoặc là phải ban hành những biện pháp khắc khổ sâu nặng hoặc là phải nhận viện trợ tài chính để ngăn chặn sự vỡ nợ. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và băng đảo mỗi nước cũng đều phải cần có sự cứu nguy khi trái phiếu của họ tăng lên tới trên mức 7%. Thế nhưng không giống như những nước này, món nợ 2.600 tỷ mỹ kim của Ý lại quá lớn để cho những quốc gia khác ở Âu Châu cứu giúp. Thị trường lo lắng rằng sự vỡ nợ hỗn loạn bởi Hy Lạp hay Ý cũng sẽ đưa tới sự lỗ lã to lớn cho các ngân hàng. Điều này có thể khiến cho việc bị vay, ngưng trệ, có tiềm năng dẫn tới một cuộc khủng hoảng tín dụng tương tự như cuộc khủng hoảng hồi năm 2008 khi công ty đầu tư Hoa Kỳ là Lehman Brothers bị thất bại. Chứng khoán của Dow Jones giảm 222 điểm hay 1,8% tới mức 11.902 điểm chỉ một tiếng đồng hồ trước khi thị trường mở cửa. S&P 500 lỗ 30 điểm hay 2,4% tới mức 1.242 điểm. Chứng khoán Nasdaq 100 sụt 44 điểm hay 1,8% tới mức 2.350 điểm. Phe Cộng Hòa báo hiệu thiện chí xúc tiến về thuế để cắt bớt thiếu hụt ngân sách, nhưng phe Dân Chủ đã bác bỏ đề nghị đó. Sau nhiều tuần lễ tranh cãi về thuế, phe Cộng Hòa trong ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch cắt giảm thiếu hụt ngân sách vào dịp lễ tạ ơn, đã báo hiệu thiện chí thu hẹp mức thiếu hụt của chính phủ bằng cách vừa gia tăng số tiền để chuyển cho kho bạc chính phủ liên bang, lại vừa cắt giảm chi tiêu. Theo một viên phụ tá Cộng Hòa thông thạo về những cuộc thương lượng kín của cái gọi là siêu ủy ban này, kế hoạch đó sẽ hạ thấp thuế suất cho mọi mức lợi tức để đổi lấy việc hạn chế một số khoản khấu trừ thuế chính nhằm có thể mang lại khoảng 250 cho tới 300 tỷ mỹ kim cho Bộ Tài chánh. Trong quá khứ, phe Cộng Hòa từng nhất quyết cho là chỉ có việc cắt giảm chi tiêu mới được xem xét tới, trong khi phe Dân Chủ lại đẩy mạnh cả việc cắt giảm chi tiêu lẫn tăng thuế cho giới giàu có. Kế hoạch này cũng làm cho trở thành vĩnh viễn những khoản cắt giảm thuế được ban hành dưới thời Tổng thống George W. Bush
và được gia hạn tới năm 2013 bởi Tổng thống Barack Obama hồi năm ngoái. Phe Dân Chủ nhất định chống lại việc làm cho những khoản giảm thuế này trở thành vĩnh viễn. Một nguồn tin từ Đảng Dân Chủ cho hay phe Cộng Hòa cũng còn đề nghị hạ thấp thuế suất cao nhất từ 35% xuống còn 28%. Phe Dân Chủ đã cho các đảng viên Cộng Hòa biết rằng kế hoạch này không thể chấp nhận được vì những khoản cắt giảm chi tiêu mà phe Cộng Hòa muốn lại cắt bớt Medicare, an sinh xã hội và nâng tuổi được hưởng Medicare lên để đổi lấy quyền lợi như thế cho người giàu có. Giới lập pháp yêu cầu cẩn thận trong việc đàm phán về mậu dịch với Nhật. Hôm qua, bốn nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ của Tổng thống Barack Obama đừng lên đưa ra quyết định vội vã để bắt đầu các cuộc đàm phán về mậu dịch tự do với Nhật Bản nếu nước này yêu cầu trong tuần này để tham gia các cuộc thương nghị về hiệp ước mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương. Trong bức thư gửi cho đại diện mậu dịch Hoa Kỳ là ông Ron Kurt, các nhà lập pháp này nói rằng sự tham gia của Nhật Bản sẽ cộng thêm một tầm cỡ mới và sự phức tạp đối với các cuộc thương nghị về hiệp ước. Thỏa ước Cộng tác Xuyên Thái Bình Dương hay TPP là một thỏa ước được đề nghị về mậu dịch tự do trong vùng, bao gồm Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Chile, Peru, Tân Java, Mã Lai Á, Việt Nam và Brunei. Theo bức thư, Nhật là một đồng minh và là một nước bạn lâu đời của Hoa Kỳ, mà sự tham gia của họ vào thỏa ước TPP có thể đưa tới nhiều sự thay đổi cần thiết trong việc tiếp cận của Đông Kinh với sự thay đổi quốc tế. Nhưng bởi vì Nhật từ lâu đã che chở cho thị trường nội địa của họ khỏi bị cạnh tranh đáng kể, khiến cho một số lớn hàng hóa và dịch vụ Mỹ gặp sự ngăn trở nghiêm trọng trong việc tiến vào thị trường Nhật, Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng Đông Kinh thực sự chuẩn bị sẵn sàng mở rộng thị trường của họ và hội đủ những tiêu chuẩn cao trong thỏa ước mậu dịch tự do của Hoa Kỳ trước khi hai bên bắt tay thương nghị. Ông Obama cắt bỏ chi tiêu liên bang cho những đồ vật phí phạm. Những đồ vật phí phạm như ly cà phê, bút, áo thun và những vật dụng khác dùng trong giao tế công cộng mà các cơ quan chính phủ liên bang mua bằng tiền thuế để cổ võ cho việc làm của họ sẽ bị cấm như là một phần của sắc lệnh hành chánh mà Tổng thống Barack Obama ký duyệt vào ngày hôm nay để cắt giảm phí phạm và làm cho chính phủ tiết kiệm hữu hiệu hơn. Bên cạnh việc chấm dứt mua những đồ vật cổ võ này, sắc lệnh mới còn chỉ thị cho các cơ quan phải cắt giảm chi tiêu cho việc di chuyển, cắt bỏ điện thoại di động và máy điện toán xách tay cho nhân viên, giảm bớt số lượng xe cộ dành cho các viên chức điều hành và cho đăng mọi giấy tờ trên mạng thay vì in ra giấy. Mục tiêu của chính phủ là cắt bớt chi tiêu khoảng 20% trong những lĩnh vực được bao gồm trong sắc lệnh hành chánh đó. Hôm nay, Tòa Bạch Ốc cũng còn dự định loan báo tên 4 người vào chung kết của cuộc thi tiết kiệm chi phí trong số các công chức liên bang. Một người đề nghị tạo ra một công cụ gọi là cho mượn thư viện và một người khác đề nghị chấm dứt việc mua sách luật Hoa Kỳ vốn đã có trên mạng. Trong số những thí dụ điển hình được Tòa Bạch Ốc nêu lên về việc tiến hành cắt giảm chi phí, có kế hoạch của Sở Thuế IRS để cắt giảm 27% chi phí di chuyển bằng cách trông cậy vào các cuộc họp viện liên và các cuộc thảo luận trên mạng, cùng quyết định của Bộ Nội an để thực hiện những cuộc kiểm toán thường niên nhằm giảm bớt số điện thoại di động không dùng và những thẻ cập nhật mạng thông tin. Tại Bộ Thương mại, Tòa Bạch Ốc cho biết bộ này đã giảm bớt số tài xế xuống chỉ còn một người dành cho tất cả các viên chức cao cấp, kể cả tân Bộ trưởng John Bryson. Kính thưa quý khán thính giả, đến đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Vạn Lý. Bán đảo Triều Tiên nóng lạnh thất thường. Hôm 8 tháng 11, chính phủ Hán Thành quyết định cho phép cơ quan y tế thế giới sử dụng 7 triệu Mỹ Kim còn lại của Nam Hàn để mua thuốc men và dụng cụ y tế cứu trợ Bắc Hàn. Năm 2009, Nam Hàn đã quyên vào cơ quan y tế thế giới hơn 13 triệu Mỹ Kim để viện trợ thuốc men cho người láng giềng. Nhưng yêu cầu tổ chức này ngừng thanh khoản số còn lại sau khi cáo buộc Bắc Hàn đánh đấm hộ tống hạm Chowning gần hải giới hạn chế phía Bắc tại Hoàn Hải hôm tháng 3 năm 2010, làm thiệt mạng 26 thủy thủ. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc, nhưng một số chuyên gia quốc tế sau khi điều tra đã xác nhận Chowning bị đứt đôi do thiết lôi phóng ra từ một tuyển thủy định bỏ túi kiểu Yano của Bắc Hàn. Bắc Triều Tiên và quân đội đại diện cho Liên Hiệp Quốc ký hiệp định đình chiến năm 1953, lập ra khu phi quân sự, phân chia hai miền Nam Bắc Triều Tiên, nhưng không thỏa thuận về hải giới. Do đó, quân đội Mỹ đã vạch đường hạn chế để khỏi vượt vào miền Bắc. Năm 1999, Bình Nhưỡng tự vệ hải giới tạo ra các vụ xung đột đẫm máu thường xuyên giữa hải quân hai bên Nam Bắc. Sau khi đình chiến, Bắc Hàn chọn con đường xã hội chủ nghĩa đã đẩy 24 triệu dân thường xuyên đói rét với tử vong hàng triệu người và phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của nhân loại, trong khi duy trì một quân đội hơn 1 triệu binh sĩ.
Các viên chức Liên Hiệp Quốc cho biết 6 triệu dân Bắc Hàn đang rất cần viện trợ thực phẩm, trong khi Bình Nhưỡng dồn nỗ lực chế tạo hỏa tiễn, vũ khí nguyên tử để sẵn sàng xâm lăng người láng giềng giàu có phương Nam. Tháng 11 năm 2010, Bắc Hàn pháo kích vào đảo Yeonjong, sát hại giới phía Bắc, làm thiệt mạng 4 người, khiến cho quan hệ Nam-Bắc sụp đổ. Tuy nhiên, mấy tháng qua, tình hình có mòi lắng dịu khi Hán Thành cho phép viện trợ thực phẩm tư nhân và thăm viếng qua biên giới không chính thức. Hy vọng mong manh lóe lên khi hai miền Nam Bắc thảo thuận điều kiện nối lại đàm phán nguyên tử 6 bên, gồm có Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Mỹ, Nhật, Nam Hàn. Nhưng tính khí thất thường của Bình Nhưỡng làm cho cộng đồng quốc tế dè dặt. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin phân tích ở Đông Bắc Á. Vạn Lý xin kính chào. Kính thưa quý vị, chương trình phát hình của bản tin Hoạt Tình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng được rửa máy. Bản tin Hoạt Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.